chức dự án rửa níu hỗ trợ cho hội người mù thành phố Đông Hà từ trước đến nay rất là nhiều chương trình, từ cái chương trình dạy nghề làm hương, rồi từ các cái máy sản xuất hương từ đạp bằng chân, sau đó là máy sản xuất hương tự động, rồi đến các cái nhà dụng cụ ở nhà bếp, rồi nhà bếp để mà phục vụ để bán tập thể cho mọi người sản xuất và ở làm việc ở lại tại đấy, và những cái dụng cụ để mà trang thiết bị để phục vụ cho cái cơ sở sau bỏ bổng huyệt dành riêng cho người khiếm thị. Sau khi mà thu hút được cái dự án Renew thì đời sống của người mù và người khuyết tật ở người mù Đông Hà khởi sắc hơn nhiều và có thu nhập cao hơn. Nguồn tài trợ từ The John Younger Trust, nhà tài trợ lâu năm của dự án Renew, giờ đây 20 thành viên của hội người mù thành phố Đông Hà đã có một căn bếp mới rộng rãi và đầy đủ các vật dụng cần thiết. Sự thay đổi này đã tạo ra một môi trường làm việc thoải mái hơn, là điều mà gần 20 năm qua hội đã không có điều kiện để thực hiện được. Nhưng đó không phải là tất cả. Hội người mù cũng đã nhận được 3 giường massage mới, một máy điều hòa, một tủ lạnh và các vật dụng khác để nâng cao dịch vụ massage của họ. Điều này cho phép hội phục vụ nhiều hơn khách hàng, tăng thu nhập một cách bền vững hơn và cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho các thành viên của hội. Nhờ sự hỗ trợ của The John Younger Trust, tương lai của hội người mù sẽ tươi sáng hơn. Sự thay đổi này sẽ không chỉ cải thiện môi trường làm việc của họ mà còn giúp các hội viên tự tin hơn với bản thân mình, cảm thấy nhận được sự quan tâm đùm bọc của xã hội. Sự tự tin này cùng với việc nâng cấp thiết bị và cơ sở vật chất của nhà tài trợ giúp các hội viên vượt qua khó khăn của bản thân, vươn lên trong cuộc sống để có thu nhập ổn định giúp cho bản thân và gia đình. Khi mà tôi tha hồi á thì được hội quan tâm tạo điều kiện cho tham gia học nghề, tức là học nghề xoa bóp bấm huyệt ấy. Chúng tôi là cảm thấy rất là phấn khởi bởi vì là mình có được nhà bếp, rồi là giường để và trang thiết bị phục vụ cho ngành nghề của mình. Nguồn tài trợ của The Younger Trust là một nguồn tài trợ rất quý giá giúp người mù để mà họ thấy tự tin phát triển bản thân và hỗ trợ gia đình. Hỗ trợ người mù là một trong những mục tiêu ưu tiên của dự án Renew. Mù là rất là khó khăn trong việc làm và cũng như là những cái điều kiện sinh hoạt cũng rất là khó, cho nên là cải thiện được cái điều kiện sống cũng như điều kiện làm việc là một cái ưu tiên của dự án Renew để giúp họ tự tin phát triển bản thân và hỗ trợ cho gia đình.